Tôn với nghệ thuật vẽ trên tường. Bức hình Thánh An Tôn được vẽ ở làng Muro thuộc đảo Majorque, ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha, thực hiện trong bối cảnh cư trú của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Felix Toque cảm hứng từ một tác phẩm đã có, các nghệ sĩ đường phố và là những người làm đẹp thành phố. Hai anh em Toque ngược xuôi với các đường phố Paris, vẽ các bức tranh và các sứ điệp tạo cảm hứng. Trong kỳ đi nghỉ hè ở Majorque, Felix đã không cự lại mong muốn vẽ. Anh cầm cọ lên vẽ Thánh An Tôn bồng Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Các bức hình của hai anh em Toque ở thành phố Paris.